ở trong chưa? Thấy nó nổi lên là chị bước luôn. Ôi, bạn nào thuộc bài bánh trôi nước mắt nổi lên nhá. Vân luôn là bạn anh mình nổi chứ không đâu. Có bạn nào thuộc bài bánh trôi nước không? Bài bánh trôi không nhớ ạ? Yên đi. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bạn em vừa trắng lại không thay đổi biết rồi nhá. Đường mặt cô ơi. để anh em mình TikTok. Bình tĩnh cậu ơi. Anh biết rồi, nó lấy bài thơ gì không ai nó không cầu không? Không, tao đọc thơ mà tao nhớ lại những kiến thức nào. Nó không ai nhớ đâu, đừng nói. Sao có điều hòa này không các bạn, giờ này bảo không nghe thấy tiếng còi mà ngủ tít mịt lạnh quá không ra được chứ, giờ làm áp bên ngoài nhỉ.